Công nghệ đỉnh cao này, theo Mark Rumos, táo khuyết đang có kế hoạch sử dụng công nghệ màn hình bảng kết nối đa năng năng lượng thấp, LTPO, Low Temperature Polycrystalline Oxide, cho iPhone trong tương lai. Thông tin này được trang web The ELEC của Hàn Quốc tiết lộ, nguyên lý hoạt động của LTPO dựa trên việc tắt và bật từng điểm ảnh riêng biệt, giúp tiết kiệm điện năng, xác định độ phân giải màn hình cũng như tốc độ làm mới hình ảnh. Công nghệ màn hình này đã được táo khuyết trang bị cho Apple Watch Series 4 và Series 5, giới thạo tin cho biết. Chính nhờ màn hình LTPO mà Apple Watch Series 5 mới nhất có thể duy trì thời lượng sử dụng pin ngang với Series 4, dù nó được kích hoạt chế độ màn hình luôn mở Always On Display. LTPO có cấu trúc oxit TFT sử dụng năng lượng ít hơn tới 15% so với LTPS, công nghệ tấm nền đang được Apple sử dụng trên iPhone hiện nay. Điều này góp phần kéo dài thời lượng pin iPhone đáng kể, mà không cần phải tăng dung lượng pin lớn hơn. Quá trình chuyển đổi sang OLED của Apple được tiến hành với Apple Watch đời đầu vào năm 2015. Sau đó là iPhone X vào năm 2017, do đó sẽ không có gì ngạc nhiên nếu LTPO được mở rộng từ Apple Watch Series 5 sang thế hệ iPhone 5 sau.